chào anh em nha. Em chỉ các anh em cách tìm đá nha. Đây, đá nó nằm nè anh em. Nó nằm ở trong cái cục đá bự nha. Đá to nha. Đây, nó nằm nè anh em. Đây là màu nước mắm nha anh em. Đây hàng cây ra cây nước mắm nha, chúng phải lật cục đá bự ra nha, nó nằm ở trong cục đá bự nè. Đây mình mới lật xong này các bạn, đây, lật xong cục đá này ra nha, nó nằm sâu luôn rồi, màu nước mắm nha anh em, rất đẹp, độ trong là xuyên thấu nha anh em. Đây, để mình tìm thêm nha. Nó nằm ở trong đây nè. Để mình chắc phải ngưng video để làm cho nó dễ, chứ giờ mình cầm cái điện thoại rồi làm sao mình làm đây, khó quá. Nhưng mà mình chưa có đủ tiền để mình mua dụng cụ để mình quay cho các bạn xem nha. Nên các bạn nào cảm thấy video hay thì ủng hộ cho mình để mình có động lực, mình có ít vốn để mình quay thêm cho các bạn xem chưa. Đa số là mình làm trong dụng cụ thô sơ nha, nói chung mình tìm. Tôi muốn quay cho các bạn xem cho các bạn coi kỹ mà điều nó không có đủ đồ để mình làm, mình tìm á. Nếu mình quay cũng không có đẹp. Rồi mình xin ngưng video nha các bạn. Cái ổ này chắc là hàng đá cây à. Mình tắt để mình làm. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha. Em làm xong giờ mình quay lại cho các bạn xem nha. Hình đá con, đá con nó mọc. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi hẹn các bạn video sau.